Xin chào các bạn. Hôm nay Nhạc Việt sẽ giới thiệu với các bạn bàn QSC TouchMid 8 và TouchMid 16 với hai tính năng mới trong version 3.0. Đó là cách hú tự động và đo tần số tự động trong khán phòng RTA. Thì với version mới nâng cấp này 3.0, QSC sẽ cho các bạn khả năng cách hú tự động anti-feedback ở đây. Mỗi một ốc, các bạn thấy trong này có 10 ốc nhưng mà chỉ có 6 ốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và đường main, master, left, right là có chức năng cách hú anti-feedback. Và mỗi một ốc như vậy, cách hú như vậy, quay lại, chúng ta sẽ có 8 tần số để nó cách hú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cách hú ở ngay tần số nào và cách với độ lớn bao nhiêu. Tại ngay đây nó có hết luôn. Đó. Sau khi các bạn có thể cách hú tự động thì nó vẫn tiếp tục cách hú bằng chức năng manual cue tiếp tục như vậy. Đó, các bạn thấy không? Và các bạn ghi nhớ rằng là 6 ốc này và đường master, cái phần cách hú tự động, nó hoàn toàn riêng biệt, không ông nào gắn đến ông nào. Và tôi sẽ chứng minh cái điều đó cho các bạn thấy. Hiện tại tôi đang setup là micro số 9 của tôi dùng để nói chuyện với các bạn sẽ ra đường master. Và micro số 10 thì tôi sẽ đưa nó vô đường aux 1. Các bạn thấy đây, aux 1 đây. Và đường aux 1 này sẽ được gắn vào cái loa ở bên ngoài. Đó. Bây giờ chúng ta thử nha. Đây, micro đây. Và gắn vào đường số 10, ngõ ra là aux 1. Bây giờ tôi cắm cái micro vào cái chân micro và để đằng trước loa để cho dễ dàng xảy ra cái hú nha. Bây giờ các bạn nhấn vô aux 1. Coi như aux 1 nó là phần loa môi to, loa kiểm tra trên sân khấu của các bạn. Các bạn nhấn sang aux ở đây. Và các bạn nhấn cái chữ anti-feedback ở chỗ này. Sau khi nhấn ốc thì thường nó ra những cái chức năng khác. Nhưng mà các bạn nhấn anti-feedback ở đây thì nó ra màn hình như thế này. Rồi sau khi các bạn setup hết tất cả, chúng ta nhấn vô nút feedback wizard ở đây. Các bạn bật cái noise ở đây lên đến cái mức độ lớn tương đối. Chẳng hạn như. Rồi sau đó các bạn nhấn start. Các bạn thấy cái master ốc nó đẩy lên từ từ, các bạn thấy không? Đó, cứ mỗi lần nó hú là nó tự động nó cắt đi. Các bạn nghe thấy tiếng hú không? Đó. Sau khi nó cắt hết tất cả những tần số hú thì nó đưa cái phần master fader của cái phần aux 1 đến cái chuẩn 0 dB. Và sau đó là chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta chỉ cần nhấn exit. Cái này nó cũng chưa phải là nó ngưng hoạt động đâu các bạn. Trong quá trình chúng ta biểu diễn, cái phần cắt hú này nó vẫn tiếp tục nó hoạt động. Nó vẫn tiếp tục chạy và nó diệt tiếp tục. Thì lúc nó manual cue ở đây. Đó là phần cắt hú tự động. Thì các bạn có aux 1, aux cho đến aux 6 và phần master. Phần master cũng làm y chang như vậy. Các bạn nhấn vô main và các bạn nhấn anti feedback. Các bạn đưa vô feedback wizard, đưa noise lên và chúng ta nhấn start y chang như cái phần aux 1. Thì các bạn cắt hú với từng monitor riêng như vậy thì đảm bảo các bạn tiếng hú sẽ rất khó tồn tại. Hầu hết thì hú nó chỉ nảy sinh ở trên phần môi to thôi, chứ ít khi mà nó đi xuống cái phần loa ngoài. Nên các bạn cứ cách hú thật kỹ cái phần loa môi to là ok. Đó là về phần cách hú tự động anti-feedback ở QSC TouchMid 8 và TouchMid 16. Kế đến tôi xin giới thiệu với các bạn chức năng
đo tần số equalizer của loa làm sao cho phù hợp với khán phòng. Các bạn phải có một cái micro đo tần số RTA. Ở đây tôi dùng cái micro đo tần số RTA của hãng PV. À, các bạn thấy nó giống như thế này. PVR2. À, cái micro đo tần số nó như thế này. À. Và các bạn cắm vô đường talkback. Trên cái QSC TouchMeet có đường talkback. Các bạn cắm micro vô trong đó. Với TouchMeet 30 thì nó có sẵn cái phantom power rồi. Nhưng mà TouchMeet 8 và 16 nó không có phantom power. Nên các bạn cần phải có phantom power và cấp nguồn cho cái micro condenser này. Sau đó các bạn nhấn nút build ra. Cái nút build ra nó nằm ở phía bên tay phải của các mixer của bạn. Các bạn nhấn nút build ra thì màn hình nó sẽ ra như thế này. Đó. Thì với RTA, chức năng đo tần số của căn phòng, các bạn sẽ đo tần số và equalizer độc lập cho từng ốc và phần master. Đó, các bạn có ốc riêng. Các bạn thấy là mỗi một ốc nó có equalizer graphic và parametric equalizer rất là riêng không? Chẳng hạn như tôi ví dụ như ốc 1 đây chẳng hạn. Các bạn sẽ có phần parametric equalizer 1, 2, 3, 4, 5, 6 parametric equalizer như thế này. Và chúng ta có graphic equalizer 31 cành ở đây. Rồi bây giờ hôm nãy là các bạn thấy là anti-feedback là lúc nãy là chúng ta đã làm cái phần cánh hú ở đây rồi đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đo tần số của khán phòng. Với ốc 1, các bạn thử nha. Bây giờ tôi vẫn để cái micro đo tần số ngay vị trí giữa khán phòng. Rồi bây giờ chúng ta nhấn nút view ra lại lần nữa. Các bạn nhấn nút tuning view ra ở đây đây. Và nó hiện ra như vậy. Ốc 1 cho đến ốc 6 và phần main. Nó hỏi mình muốn đo cái nào. Muốn đo nào thì các bạn nhấn thẳng trực tiếp cho đó nhé. Giờ chẳng hạn chúng ta đo ox 1. À, thì tôi nhấn vào đây, ox 1 nó hiện xanh lên đây. Rồi các bạn sẽ có các chế độ low precision, medium precision và high precision. Này là nó sẽ đo bình thường nè, đo tốt hơn nè và đo rất chính xác, high precision. Còn skip measurement có nghĩa là ta sẽ bỏ cái phần mà chúng ta vừa đo đi. Sau khi các bạn chọn cái chế độ, chẳng hạn như low, à, các bạn nhấn Next. Bây giờ tôi hạn cho tôi muốn đo cái medium này. Các bạn nhấn Next. Khi các bạn nhấn Next xong thì nó yêu cầu các bạn để micro ngay giữa phòng. Ha. Rồi các bạn bật phantom lên và chúng ta nhấn nút Begin. Khi nhấn nút Begin thì các bạn nghe tiếng xì rất là lớn. À, đó là do cái ping noise. Đó, nó hoạt động. Và chúng ta sẽ nhấn nút measure. Và bây giờ hiện tại thì nó đang đo tần số trong khán phòng cho chúng ta. Đó, đo xong là nó tự động nó ngắt đi. Đó, và measure lần nữa. Trong quá trình đo, các bạn cố gắng đừng để một tiếng động nào khác ngoài tiếng ping noise. Rồi bây giờ ở đây nó sẽ có hai chế độ. Flat có nghĩa là làm cho EQ nó cân bằng, bằng phẳng. Live là theo chế độ live music. Đó. Và keep existing có nghĩa là theo như cái chế độ trước đây. Thì chẳng hạn như các bạn muốn làm live music, các bạn nhấn qua đây live music và nhấn finish. Đó. Thì sau khi các bạn nhấn finish xong thì tất cả mọi thứ đã xong rồi. Đó, các bạn nhấn Native EQ thì nó sẽ cắt EQ theo như thế này cho các bạn. Thì theo như vậy, thì đối với QC thì nó sẽ nghĩ rằng là đây chế độ EQ này là hay nhất cho các bạn đây. Và nếu các bạn không muốn, sau khi nghe xong các bạn ấy, không muốn, bây giờ chúng ta muốn đo lại lần nữa, thì chúng ta chỉ lặp lại những quá trình như vậy. Nhấn nút view ra lần nữa, tuning view ra một lần nữa. Các bạn chọn ngay ốc 1 hôm nãy đúng không? High precision chẳng hạn. Nhấn Next. Đó, nhấn Begin. Và chúng ta cứ đợi. Measure. Để đo. Đó. Và thêm một lần nữa.
Các bạn nghe tiếng nòi rất lớn, đó là của cái pin nòi. Đó. Đó. Thêm một lần nữa. Cái này lúc này nó sẽ yêu cầu các bạn để cái micro trước loa nha. Đó. Hôm nãy là để ngay giữa khán phòng, bây giờ để trước loa nha. Đó. Và để trước loa phải nè. Đó. Các bạn thấy không? Rất là dễ. Màn hình nó kêu mình làm gì mình làm theo y chang vậy thôi. À, có vẽ phim hoạt hình ở đây nữa. Đó, cứ theo phim hoạt hình là coi như ok. Đó. Rồi sau đó nó chúng ta sẽ gọi like đúng không? Ok like. Nhấn finish. Đó. Hoàn thành và nhấn native to graphic equalizer. Đó bây giờ nó chỉnh như vậy. Sau khi các bạn cảm thấy hài lòng rồi, các bạn nhớ lưu lại bằng cách nhấn preset ở đây. Rồi các bạn nhớ lưu lại nha. Bằng cách đẩy cái này sang user. À, rồi các bạn đặt tên. À, 02 live ở đây đúng không? À, rồi nhấn save ở đây. Rồi bây giờ các bạn đặt tên. À, bây giờ các bạn đặt tên 02. À, 02 la đi. Enter và chúng ta sell vô. Đấy. Sell yes. Đó, là nó sẽ nhớ vô 02 là. Lần sau các bạn tới ngay cái khán phòng này với hệ thống môi to như vậy, các bạn chỉ việc nhấn recall để gọi lại. Chúc các bạn có một giấc mơ đẹp với QSC TouchMeet 8 và TouchMeet 16. Xin chào các bạn.